cho nên là em không biết là trường Văn Lang có cái gì khác so với cái trường khác không ạ? Điểm khác biệt chủ yếu của chương trình công nghệ phần mềm ở Văn Lang với các cái chương trình công nghệ thông tin nói chung và công nghệ phần mềm nói riêng ở các trường khác, đó chính là trường Văn Lang được một cái cơ may mua được cái chương trình này của trường Carnegie Mellon. Do đó, đó là một có thể thống nhất, hoàn chỉnh tất cả các cái giai đoạn trong quá trình làm phần mềm, cũng như giai đoạn quản lý, rồi giai đoạn kiểm soát chất lượng phần mềm. Do đó, đây là một chương trình hoàn chỉnh từ đầu tới cuối. Khi mà hoàn thành xong chương trình này thì các bạn có đầy đủ kiến thức để mà tham gia bất kỳ công đoạn nào trong giai đoạn phát triển phần mềm.